Bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn. Bữa trước mình đi qua cái thằng tiệm internet, nó đã chơi mình một vố với một trò ảo thuật bộ bài 52 con lúc trước, các bạn còn nhớ không? Bữa nay mình học được một chiêu ảo thuật, ngày mai mình sẽ qua mình chơi lại nó. Không phải là nó diễn vậy là hay. Đây, mình sẽ diễn thử cho các bạn coi, để ngày mai mình qua mình các bạn kiểm tra coi thấy ok không. Ngày mai mình qua mình chơi lại coi internet nha. Đây, đầu tiên trên tay mình có một tờ 2 ngàn. Mà đừng che mặt. Có một tờ 2 ngàn. Đó, chỉ có một tờ 2 ngàn thôi. Bây giờ mình sẽ dùng tờ 2 ngàn. Con nói ba đừng có che mặt mà. Xếp nó lại. Xếp nó lại. Xếp cái lại. Đó, xếp lại. Giờ sau khi xếp lại xong, mình chỉ cần cầm, mình lắc một cái. Biến thành 5 ngàn. Ô ba mình có cái trò. Ok, rất là dữ.